bay bụi luôn, ghê à. Cao cái trời hết muốn thấy luôn à. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay buổi chiều tranh thủ lên thăm nhà yến. Mình thường tuần lễ lên được có lần thôi, tại vì công việc bận á. Thì cũng chúng ta xem có cái sự cố hay vấn đề gì không. Nước nôi cái mà có sẽ dẫn tới cháy gà, máy móc không phát loa nó không phát thì ảnh hưởng đến sim, nên xem tình hình như thế nào. Mỗi lần lên phải test lại mấy cái loa này xem là nó. Ồ, mẹ nó rớt đi cũng dây trời. Hôm nay chim chưa về. Trước đó mình sẽ bay face cam xem thử xung quanh này bao nhiêu cái nhà dính. Trong đó có cá. Vừa bắt mấy cá làm thịt luôn. Ủa. Ủa nó chạy ra. Chạy ra. Cái này rộng quá trời thôi. Bữa nào thả thêm mới cá ra. Bây giờ nhanh. Mấy cái sống. Để em bay cho tôi hù mẹ. xíu nữa mày quay vô trong cái màn hình này luôn nha. Tại vì quên đem thẻ thầy nhớ rồi. Cái này bỏ cho máy tính quên nó ra. Đứng xíu ra xíu. Yến nó sẽ bu theo cái cam. Ngộ ha, nó bay theo bu theo đó. Nó không sợ luôn á. Nó bu nó đông nữa cả, nó bay quá trời luôn à. Đây mình nhìn thấy núi Bà luôn nè. Cho nó bay xuống dưới anh. Mình quay sát cái màn hình cho nó rõ. Rõ, rõ thấy không? Bay qua bên nhà Yến nha. Hiện tại đang có 40 mấy mét rồi. Bay hạ xuống tất chứ. Yến thôi là cao quá trời luôn. Đây là thằng Hiếu. Biệt danh là Hiếu Ba Sảo. Ăn mấy cái rổ á, cá chê nghe mày. Có rổ đâu. Nó đâm một phát một vào chân là rổ. Thấy em chỉ giữ một lần. Có không? Mấy con vậy đục nước làm bao cái nước không được con thôi con được bự không bự. Ừ con được rồi làm con như mặt dữ à năng cứt rồi cứt yến cứt chim làm con đi
đây đó hả? À, mày lấy 2 ly rửa đi, rửa đi. Ê, cầm rớt bây giờ, cầm rớt. Trời ơi, rớt bể bình rượu. Trời ơi, 100ml đã chứ. Ê, có bình rượu mà sách cái đó chết rồi. Đâu có bình rượu mini đã chứ. Trời ơi, nhiều lắm. Lẩm mua cái gì? Đây anh em mình nướng cá với thịt bà rọi nha, trời ơi thịt bà rọi ngon à. Nướng nãy giờ nó muốn xỉu. À. Này cái không say không về rồi. Một xíu nãy hiếu hạ gạch xuống. Xong cái để con cá cho thịt chín rồi. Đây đây chín rồi anh ấy cầm ra. Ồ. Rất là hấp dẫn nha, trời ơi nướng mỡ da nó nổ nè, nó nổ như là bánh đa vậy trời. Ok cái mạch này nó hơi vậy. Mà thấy dính bụi ta. Dính bụi. Thật đó. Chín rồi á, ăn đói bụng à. Mà giờ ăn không có gì ăn hết đi thôi. Ê tối quá nè. Cái đèn kia nó sao á. Bây giờ giờ cũng mà đổ mồ hôi ớt hết người luôn à. Bây giờ thành quả của anh em mình cũng đã hoàn thành, đã xong. Mình xin mời tất cả các bạn qua ăn nha. Ui, cắn cái xịt mỡ chết luôn. Ngon. Ngon. Ngon bóc luôn nè bà ơi. Đi gần đủ mà không có đũa đâu em đũa muỗng gì không chị? Thì được. Đầu tiên mời anh em bạn bè với các anh hùng liệt sĩ, anh em khuất mày khuất mặt ở xung quanh vùng đất này thì phụ đội chi cho anh em mình còn uống cái vô sướng mắt xong ngon á à, đủ thơm ngon thiệt chứ. Có mình độ này của ba đem lên ngày vẫn là để ngày lâu có khách không, mấy chú làm vườn nữa tại không. Hai anh em bữa nay tối hết thì ba là có bị chửi không biết. Xin lỗi ba nha, con uống hết mình độ luôn á. Mồi quá ngon, nói gì nữa. Cá chín rồi ngon không? Em để đâu? Anh lấy cái găm này đéo đây để cá lên. Ờ, lấy cái bọc đó. Lấy cho mày đi mua bánh mì mà không chịu mua. Kiếm bánh mì ăn cũng đỡ ớn. Nếu ăn thì không ớn chết. Em xách chân đây đi. Đây, tới món cá luôn anh em ơi. Quá hấp dẫn. Nhử ly nước tao mày. Mày quá, mày quá. Tiếc là nay không có ai nhậu chè để tao điện đồng bọn nữa. Có ai nè. Đây là ai gần đây nè. Thảo rồi. Thảo khỏi điện chứ không mà. Chắc phải phát trực tiếp trên Facebook anh em thấy quá. Đi theo gái à. Mồi ngon quá trời luôn mà không có ai trơn. Đang đâu ạ? Chơi đâu ạ? Nhóm năm thanh đang trong nhà nghỉ quê. Ở đó mày nhà chạy lên nhà dính một xíu à. Nhớ dẫn mày gái mày vô đây chơi nào. Nhẹ nhẹ Thảo ơi, nhẹ 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 anh. Nhớ âm thanh này thì chết rồi. Thôi, đi chơi đây.
nhẹ nhẹ nha. Thôi. Má ngày nào cũng cả chơi. Trời ơi trời. Mắm gái à. Dạ. Đúng rồi, mồi quá trời luôn mà. Thiếu chí ngủ. Trời ơi. À mồi cỡ này có hai thằng thôi. Còn cá nữa. Nực quá nè, chịu nổi mới cởi áo ra. Đúng quá. Cá đang bốc khói luôn không? Nó ngon. Gì lúc mới nữa. Rồi video của anh em mình tạm dừng tại đây. Để cũng trễ rồi. Tranh thủ về nhà với bà con. Thì chúc cho tất cả quý vị khán giả một buổi tối vui vẻ. Nhiều may mắn nha. Bye bye. Bye.